Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại tiếp tục với cái tựa game GTA Fireplay này. Và trước mặt các bạn đây là một dàn siêu xe mà mình đang chuẩn bị dắt đi nha các bạn. Thì hôm bữa trước có một bạn comment đó cho là anh thử lấy dàn siêu xe này leo lên núi đi. Và leo cái đường núi mà mình từng hay đi gọi là rất là khó khăn cho những con xe upgrade chứ nói gì tới con xe siêu xe này ha. Ok, thì thử thách của bạn thì hôm nay mình sẽ cùng với team và đi lên núi đó ha. Ở mấy anh quỷ múa BD thì chứ trời ơi, múa đều á. Được. Ok, lên xe nè anh em, lên xe nè đi. Ghê giờ, dứt cái lách. Ê, tính ra để vậy lên xe tôi vẫn còn dơ hai ngón tay luôn. Đẹp lắm, dễ thương. Để mình đi đâu anh ơi? Bây giờ mình ra bệnh viện, mình chạy lên cái khúc đường mà lúc trước mình hay đi á, xong rồi mình đi lên trên kia luôn. Lên núi luôn. Ok, ủa mấy này nó chảo quá rồi. Đi ra cổng sau bệnh viện nha, mình làm dán kẹo đua coi. Hiện tại là con này do là tiêu chuẩn tiêu chuẩn khí thải trong thành phố cho nên là nó bị giảm tốc độ rồi các bạn. Chạy còn có 300 mấy thôi chứ không được 400 nữa rồi. Jesco không còn như xưa mà vẫn có thể cắn đứt đầu con Ferry á. Đi ra bệnh viện nè anh em ơi. Rồi em cứ xem lấy ra lại là mình. Ok. Bây giờ bắn vậy. Nay cái đèn xe nó đẹp quá trời đẹp luôn. Trong cái nhóm mình có quỷ Khang khùng thôi. Khang với ai đâu, ngoài Khang ra thì không còn ai nữa đâu. Không ai ảnh tới vậy. Khang nó bị nhộp á, người ta gọi là bị nhộp á, nhộp bẩm sinh. Thấy lộn đường rồi. Trời quá đỉnh. Lộn đường rồi. Non, vô bạn. Nay đèn xe tôi mới vừa độ đèn lên sáng không. Trời ơi. Sao mấy thằng chạy Ferrari này nó chạy ghê quá tôi thấy nó. Tôi quên đổi đèn chứ đèn tôi đẹp hơn bạn nhiều. Ờ hử, nó mới ơi bà mới gì nói đèn ở cái chỗ này nó bật đèn luôn à không nó mới bật lên. Bật đèn lên. Rồi vô vị trí con Huracan rồi con Bolide đâu? Trời ơi, nó xúc vô thường được. Em coi. Tôi cảm giác ngoài nó đang bị xỉn nó say sao nó ghê sao. Tôi cảm giác nó chơi đồ hồ tháo bại tôi không muốn ngừng nói. Rồi vô đủ tim rồi nè. Thẳng vô đây em yêu. Vô lẹ đi. Ở đây nè đè bán đậu bên kia được. À từ từ nha, bây giờ mình bỏ cái đèn này rồi lên cây đèn đỏ chạy nha. Chạy rồi đây là biên giới. Ok đèn đỏ chạy. Để xem. Em không để xem. Ủa. Ê cỡ bài tôi cắt đuôi có một, cắt cái đầu cũng được. Để xíu. Đấy chắc mọi người trước luôn rồi đó. Ghê. Ghê. Ủa. Vậy bạn chậm với bạn lên đây rồi. Ơ trời. Đợi, trời. Trời. Nhu hả mày, nhu ngốc hả mày. Bạn cái cổng không bạn. Trời ơi, xe này cái đèn nó đẹp quá trời luôn các bạn. Trời ơi. Có xe tải nha, coi chừng á. Lật cái lái kia ơi. Trước em vẫn vượt được hai chiếc. Trời ơi. Ừ đó. Ê con Bolide nó sát luôn. Ôi Bolide chạy ghê vậy. Nhưng mà anh thắng rồi Bolide ơi. Ê đừng có hút xe anh coi. Ôi con đã thắng lại rồi. Anh thắng không được. Thắng không được thì lấy dép trà xuống dưới đường dép lào đâu. Thế mang dép lào này nè. Chuẩn bị con trắng trắng này nè. Nó này nè nó ghê quá. Chỉ trầu chứ. À bây giờ từ từ đi qua kia. Ê đừng có bắn nó coi Khang đừng có bắn nữa. Để tôi bắn nó không lẽ tôi bắn nó tôi súng nó ta. Đi đi qua đây anh em mình đua tiếp anh em mình đua đây mình xuống tới dưới cây tẩy cái chỗ kia nó nằm ở khúc kia kìa. Xe xăng rồi để họ đi đổ xăng luôn. Đây đi. Nơi. Gì? Cái gầm thấp quá dưới mấy cái bánh dính rồi. Ai xuống cửa rồi, ai xuống phụ rồi. À lên được. Quỷ phạm cái em này. Mắc cười. Tự nhiên em đang chạy lên cái lưu xuống. Ủa bà luôn nãy bà đang chạy bà tông mới vừa bay ra giờ luôn. Tôi tông cái cột ngay chỗ mà bắn tốc độ bạn. Nhớ để tôi cũng biết tông nhưng mà may đó tôi lách kịp. Thì đó ông lách kịp mà tôi lách không có kịp. Vô vị trí nè anh em ơi. Từ từ sửa chiếc xe các bạn. Giờ này quân đội không có làm việc biên giới nữa. Cái biên giới nó chống chạy cái nó buồn quá ha. Bình thường có mấy anh gượt gượt dí dí đồ. Nay không còn. Nay quân đội trên này nó có đèn. Ôi chiếc xe quân đội nó chậm lắm bạn. Nay gắn đèn mới rồi. Lẹ đi bạn. Hơi lâu đó bạn. Bây giờ là mình đua nếu mà đường thẳng từ đây thì một hồi mình đua lên tới cái trạm xăng đi
xong mình quanh về lại mình đây là cái đường tắt mà các bạn, đường tắt mình sẽ đi lên rồi. Nó rất là gọi là ngoằn ngoèo quanh co luôn. Ừ, cái trạm xăng 12 giờ á, trạm xăng tại vì đường nguyên đường thẳng mình đua lên luôn. Còn cái trạm xăng kia nó nhỏ quá, nó không đẹp, trạm xăng mới nhưng nó đẹp. Rồi chuẩn bị nè, tôi đếm nha, 1 2 3. Nào đếm cũng là cái thằng mà chấp chấp thôi. Ôi, thiếu chấp thôi. Đừng có bắn khang, đừng có bắn. Ủa con mua lưu đe vậy chứ dạ. Ủa lép gì em. Ê cho em mẹ, cho em mẹ. Tao quá không mang mẹ, mẹ em. Đừng ngon mẹ tao đi, đừng ngon mẹ tao đi. Láo thiệt. Ủa sao con quay kia nè. Ê ê. No. Ê khi nó bị gì kìa. Em bị giật. Ở chỗ này nè, chỗ này là ôm tà lan nè. Bạn ở nhà nha, chỗ này ôm tà lan nha. Bà tự tay đạt. Rồi chị. Này thì chỗ này tôi tay đạt mới tự nói, mới tự lũi, mới tự lũi. Ai làm gì bả đâu. Tôi cũng tin là vậy. Trời phía sau đường trắng quen, không có ai luôn trời. Hôm nay trời sao đẹp quá. Rồi đến tới cây xăng, nó cây xăng mới nè các bạn, cây xăng này siêu đẹp luôn, cái đèn đúng thứ hơi bị đỉnh luôn. Không hết lên được số. Tới hả? Đệ vậy? Tới nè, mấy người chán cái con thiệt. À chị chấp ổng thôi, kiểu như cho lên trước thôi. Ủa bên kia có gì vậy anh em? Nhà gì đâu? Kìa, bên cái công trường bên kia có gì kìa. Hả? Có, có. Đội đúng không? Quân đội kìa. Có. Vụ gì, đổ xăng, đổ xăng. Cây xăng này có 3 cây à, hết rồi. Đổ xăng mà nhiều chuyện với bạn. Đâu bạn, còn cái cây xăng mới. Ồ, thằng Hoài đó. Thằng Hoài nó nghe hết xăng, nó lũa xe vô cái tường luôn này, nó ghê quá. Có vụ gì nhiều chuyện, không có vụ gì vui rồi. Ồ, rồi xong kẹt xe luôn. Cái chậm xăng mới này đẹp quá. Quân đội kìa, đừng có bắn. Có, đừng có bắn. Nó nói chị không có tiền kìa. Quân đội đang bên kia đông lắm á. Cái chỗ này nó đẹp quá các bạn ơi. Ủa mọi người đã chữa xe trong chua. Tôi chữa xe đang đổ xăng. Bên kia kìa, bên kia quân đội đông lắm anh em. Đi qua nhiều chuyện không? Từ đợi xíu tôi vô tôi chữa xe cái. Ê từ đợi. Chứ tôi thấy là có xe thiết giáp á nha. Hơi bị hoành tráng các bạn. Mình tạm thời là mình đi không hết chuyện nha các bạn, mình khoan. Lớn rồi đi phượt. Đúng rồi, đậu xe vô đây, đậu đăng quang vô. Khóa xe lên nè, chót chót. Đó, mình với bộ mình phải kêu như vậy trời. Xe nó không kêu, mình phải kêu. Ủa sao mới qua đây đậu nè mấy bạn, đậu bến của mình buồn vậy. Ê quên đeo mặt nạ vô từ từ, để tôi lấy khẩu trang tôi đeo vô cái. À, mùa này là phải đeo khẩu trang với đàng hoàng đó. Bạn đeo khẩu trang bạn đừng nói chuyện. Để em mấy anh này đông lắm. Anh này đông lắm. Mày đông chứ sao đông. Hello mấy đồng chí, ở đây tối nay mình làm gì đây mấy đồng chí? Khởi công xây dựng nhà tù hả gì mà đứng đây đông mà canh gác dữ vậy? Anh tới đây làm gì? Ở đây tụi tôi đang làm vụ mà. Ở đâu tụi tôi thấy bên kia kìa, xe tôi bên kia rồi đấy không? Tụi tôi đi đua xe, tôi thấy có gì nó lạ xe. Tôi coi thử. Mới đua xe à? Đó lộn. Tụi tôi chạy xe trên đường, tụi tôi chạy xe giống mấy ông già bà già chạy thôi à. Phải không? Ừ. Giống đi giống tụ tập đua xe. Thôi anh ra chỗ khác, anh né chỗ khác để tôi nói chuyện với người khác coi, nói chuyện ngứa mắt quá. Ok, tôi à, khẩu trang của anh đâu? Anh đeo vô, anh tên gì? Mã số hiệu anh là bao nhiêu? Không đeo khẩu trang. Anh em lấy điện thoại ra quay lại anh em, up lên mình livestream lên anh em. Không cần phải đeo khẩu trang vô, tụi tôi đang làm vụ mà. Anh trai cho hỏi, ở đây vụ gì anh trai? Vụ gì mà đứng đông dữ anh trai? Bọn tôi truy bắt một ông trùm đang đua xe ở đây thì xe đang nào, đây thì xui dữ vậy. Áp giải về để kiểm tra. Ủa, nó bị bắt chưa anh? Bị bắt rồi. À bị bắt rồi hả? Vậy giờ mấy anh đứng đây làm gì mấy anh? Đứng đây đợi xe kéo lên thì kéo xe về đây. Ủa mấy anh ơi, bây giờ em hỏi cho phép em vô coi con xe nó được không? Xe nó lạ quá, cho em coi thử cái được không? Coi thôi. Khu vực này là khu vực cấm anh á. Vui lòng anh di chuyển nữa quá. Nhưng mà bây giờ nếu mà ví dụ như em bước qua được cái biên giới đó mà anh không làm được gì em được vô coi không? Anh cứ thử bước qua biên giới thì đang tính.
Anh ơi trên trời đĩa bay kìa anh ơi, đĩa bay trên trời kìa, kìa trên trời đĩa bay quá trời luôn kìa, đĩa bay kìa anh ơi. Nó đĩa bay kìa. Đĩa bay kìa sếp. Nó show kìa, nó show kìa. Ai ai ai. Mày 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 show quá. Đĩa bay đĩa bay đĩa bay. Con quỷ này đi. Để yêu tôi vô tao coi xe của mày, con xe đảo à. Đảo pa- Pagani. Tôi... Cái lẹ gì kia. Ê anh em vũ nó đi, anh em vũ nó đi, vũ nó đi, vũ đi, tôi đi gần gần lại tôi coi cái này. À lấy đôi dép ban đầu nó mày. Ừ vũ nó đi, vũ đi. Vũ nói chuyện nghe, vũ nó dắt ngồi trước nói chuyện, nói chuyện nó thứ đi. Đây, nó quên kệ đây. Bắt nó đi. Ừ đúng rồi, vũ nó ừ đúng rồi. Ơi. Bắt đi. Thằng nào chạy ngu vậy, lũi vô đây là phải lũi cái kia chứ, lũi đây tông vô cái này là hỏi sao không bị bắt là đúng rồi. Ba canh. Ủa sao anh em có thấy trời nó lên sương không vậy? Tôi tưởng nó trời mưa chứ, tôi để tôi lại cái máy phát đèn ra xíu. Trời ơi. Ê ơi, con này đẹp quá. Lấy về che. Đẹp. Đi đi. Lấy về che. Ê, bình tĩnh. Ê đây đây đây, đi ra liền đây đây, bình tĩnh đây đây đây. Cái này gà căng quá, đi lên xe. Láo. Ê, cái đó cái nào vậy? Chỉ tôi làm cho coi. Cái hăng qua mình, cái thứ 24 á. 24 à? 24 à? Ừ. Nó bắn qua cho đừng nói. Nó bắn qua đừng nói tại sao cây đêm bây giờ mà... Ngu quá mày. Đi. Bây giờ mình qua cây xăng, mình đứng mình đổ xăng. Ủa cây xăng nó đẹp. Trời ơi nó đẹp gọi là không một tì vết luôn á trời. Lùi vô. Ê kêu nó đàng hoàng nha, bắn cây xăng tôi báo công an lên bắt nó bây giờ á. Đừng có tưởng sự láo, báo công an giờ. Anh thấy cái đầu em không? Sao? Cái đầu bình thường mà. Cái đầu bình thường. Ừ, cái đầu xe bình thường mà. Anh em mình vô đây bây giờ đợi khi nào nó có xe cẩu lên, nó cẩu về rồi mình tiếp. Vô, ok. Ê, anh em bên kia có động, anh em ơi, bên kia có biến. Ê, ủa xe kéo kìa. Ê, trời con xe trắng, trời nó kéo kìa, trời ơi. Nó kéo không thương tiếc rồi trời. Ôi ơi. Trời ơi. Ủa nhưng mà thằng kia nó bị gì vậy? Có ai thấy thằng xe kéo nó kéo bị lộn đường không? Tôi gọi nó đi cặt khẽ bên kia. Trời ơi. Thằng xe kéo này nó bị ngáo đá hay gì ta, nó kéo vòng lên đây, có nó vòng lại. Nghe quân đội kìa. Nó lộn đường đó bạn. Đồ cái thứ ta nhầm đường tí thôi. Trời ơi, xe con nó kéo kìa, đi anh em mình đi theo mình hộ tống được chơi. Mở đèn xe nha, thôi mấy quân đội bắt á. Ủa, này xe không nè. Ủa nó giục xe giữa đường luôn kìa, mình làm tưởng nó có người. Ê, con xe nó lật ngược luôn kìa. Còn gì nữa đâu mà bà Gani hay ra các thứ. Thôi tôi không nhìn cái cảnh này đâu. Đi mở cái đèn xe cho đẹp cho có gì ta. Tôi không muốn nhìn cái cảnh này đâu, chứ tôi thấy cái cảnh này nó cứ cà chật xuống, con xe nó kéo nó lộn ngược lộn xuôi. Sao nó không thuê một con xe chở hả? Cái nó đưa lên cái nó chở về ha. Ê đừng chạy lại gần với nước, Tại sao nó bắn chết bây giờ? Con đội này nó hung lắm à. Nó hung dữ. Ừ nó hung lắm á. Để mình bắn phát mình chạy về kia, mình chạy về cái quán. Ơi trời ơi đó mới nói ma ơi. Thằng quỷ này được lắm. Thằng quỷ xe quân đội nó tôi chạy lên cái nó lách ra. Láo được chứ. Đeo thiệt. Anh em mình chạy về quán hoodie đi. Quán nhậu chứ. Quán hoodie quán mà ven biển câu cá các thứ á. Trời ơi nó kéo con xe thấy tội nghề. Trời. Tôi không muốn nhìn cái cảnh đó, tôi chỉ muốn nhìn cái cảnh mà ủa nó chở về đâu ta. Nếu mà cái này là địa phận của quân đội, có thể là nó chắc là chở về bên trong quân đội. Ê mình có vô trước sẵn không? Mình vô mình đất đi. Ê được á. Tôi thấy ý kiến này hợp lý á. Rồi. Bây giờ tôi đang ở quán không phải là hoodie mà là hookies. Anh em ra rước tôi một cái để tôi đậu xe đây để hồi tôi lái kia vậy. Có chỗ nào bán quán đồ tiếu không cho tao ăn chơi rồi. Rồi, anh em ơi, xuống đây. Hello. Lại đâu đường bạn? Này. Chạy thẳng xuống đây em, chạy lên cái đường cao tốc về quân đội. Chị ơi từ từ chị ơi. Seafood từ lắm dinner. À, rồi, con này có rồi. Yeah, good. Mắt có hay gì á, thấy vẻ à. Ủa. Tèo thấy xe đẹp. Rồi, con đỏ. Ok, con đỏ là đây, tấp vô đỏ rồi. Rồi em chở hả, anh chở? Sao nó móc máu chân vậy? Thôi ông chở gì, chở luôn. Lẹ quân đội nó vô bây giờ, đi vô quân đội anh em.
bây giờ là mình đi đường từ cổng vô hay là mình bay vô? Cổng vô, trời quân đội nó chưa có về mà, đi vô mình. Nhà này là nhà của mình, địa bàn này là địa bàn của mình, sân chơi này là của mình, luật dạ, chơi này là của mình. Nhưng mà đi trước. Tháo thiệt chứ. Sao nãy nó mở đèn xe nhanh lùm la cho vậy? Ôi, con xe nó mất lái. Ôi, lô. Quả đi đâu rồi? Không có anh em ơi, vô thẳng luôn anh em ơi, vô. Đó. Giờ mình núp ở đâu để mình có được cái view gọi là đỉnh của chết ta? Quân đội về, quân đội về nó sẽ vô giấu xe đi Kim, giấu xe đi Kim, anh lên cái nóc cho nè anh coi Kim ơi. Ok. Rồi giấu xe đi, giấu xe đi. Ở dưới đây có cầu thang lên nóc mà, giấu gì cho cực. Nè, ý là mày phải giấu xe á bạn. Ý là giấu xe thôi chứ cầu thang mà nè, đó cầu thang nè. Trời ơi. Ở đây nè, ở đây đậu đây cũng được vậy. Ừ, đậu được Kim. Kim ơi, siêu xe chứ không phải là xe của bóc Kim ơi. Lên đạp nhẹ nhẹ ra thôi Kim. Lên đạp phát tông vô tường, nó tông vô con luôn luôn. Đi Kim. Không nó vắng. Ok. Đi luôn. Ê, quân đội tới kìa anh em ơi, quân đội về, lẹ, quân đội về, quân đội. Lẹ, nó đậu hết bây giờ. Lẹ lên, nó bắn một cái là lủng người lỗ không bây giờ. Một chiếc vô. Một lỗ là đủ chịu không nổi rồi. Một chiếc vô rồi đó, nấp nha, đừng cho nó thấy nha. Trốn nó đi đừng có cho má nó hay. Nó hay làm sao quýnh nó đây. Đâu nó vòng ra rồi, từ từ anh em nó vòng ra rồi con kia lạc đường cái gì á. Nó lại vòng ra ngoài nữa rồi. Bạn gì đó rồi ta? Trên nóc rồi bạn, lên trên này bạn nó đang đứng tôi. Cái nóc nãy. Về rồi tôi. Kìa nó về kìa. Ôi đâu con. Ôi nó chạy con xe về luôn kìa. Ui. Thôi vậy thôi. Hello. Đang đâu vậy? Ủa mày về trên nóc nhà hả? Nóc nhà nó biết đó. Nó kéo vô tụi bay nó cao cao vô. Kìa xe trắng rồi, trời ơi đẹp quá. Nhưng mà nó để ngay giữa cái sân luôn. Bên đây thấy rõ lắm nè bạn. Cái miệng á, cái mỏ nó kêu là xe này là xe tan trứng, giật trứng. Mà nó lên nó xách xe nó chạy về, ngồi chạy vận mạch luôn thì khác gì đâu. Không hiểu. Chưa không hiểu. Nó sợ cậu xước xe á. Rồi tình hình là quân đội đang về nè anh em. Bây giờ để coi con thằng nó đứng ngay cái cờ thì giờ sao mình xuống mình lấy xe nó được ta? Bắn tỉa cho chết cha. Con thằng quân đội chạy vòng chạy vòng tròn luôn kìa. Đâu đây tôi. Ôi rồi, tôi nghe tiếng thằng nào té núi. Trời ơi. Ơi, cái gì? Ơi. Bắn nhỉ. Bây giờ mình lấy xe. Bây giờ mọi người lấy xe lượn lượn đi cho nó dí. Ê từ bỏ. Để phía này phải im con xe. Nó phải để im ở đâu đó thì mình mới lấy được. Thì nó để im trong đây nè. Đâu nó chạy ra ngoài rồi kìa. Ê đừng nói nó xách đi chơi luôn nha. Ê. Đâu đi nó xách đi chơi kìa. À nó lại chỗ đó nó đậu. Đậu đâu vậy? Chỗ khu đậu xe á. Tôi thấy đâu? Ở ngay chỗ ông sao thấy được. Nó bị che cái bồn rồi. À nè mình góc bên kia hả? Ngay dưới ông luôn, ông dưới chân ông luôn á. Đợi bây giờ để nó đi ra ngoài. Cái để nó đi bộ ra ngoài. Bây giờ anh em mình xuống lấy xe mà anh em mình đi lượn đi anh em. Bây giờ ông lấy nó, tôi có một cách nè. Cách gì bạn? Là tôi sẽ lấy xe, tôi dụ tụi nó đi cho khỏi. Ừ thì đó, tôi đang kêu bạn đó bạn, tôi đang kêu bạn lấy xe đó bạn. Bạn đi tôi lượn xe cho. Ủa. Ê hôm nay nó lóc cái cửa luôn kìa. Dạo này mình phá nhiều quá. Một thằng. Thằng nào ngu dữ à. Kim à. Ê mấy đứa ơi, lẹ. Hả? Lớn rồi. Lấy xe lẹ đi mấy đứa ơi, nó đang lóc cửa kìa, đi xuống. Nó mới chết queo kìa. Nó đi nhanh nó lóc bà. Còn xong thêm thằng quà nữa. Mấy này nó đi xuống cầu thang hay gì á. Tạo nghiệp, từ hồi nhỏ ba má chưa tập đi cầu thang. Đi học người ta không dạy xuống cầu thang hay gì ơi. Mới nói xong. Rồi anh em mình lấy xe đi anh em. Tôi mang con xe kia cái đã. Rồi. Lên em yêu. Ừ nha, tôi thấy quân đội đang đi tuần nha. Cú cú. Nghe gì không Văn? Dì ơi, từ từ. Đi đi qua. Ơi được. Em cứ lên nè. Con xe kia nó nằm ở đâu rồi? Mày ngồi từ lên nè. À. Từ nha, có quân đội nha, có quân đội nha. Anh em mình chạy đi anh em, chạy đi anh em. Lên, chạy đi. Vô. Ôn, ê ôn. Rồi, phá đi. Nói mày đã biết được sự xuất hiện của em rồi. Rồi phá luôn đi. Hello mấy anh trai. Hello. Rồi. Cho con binh đó dí để anh lấy con xe kia cái đã. Hello. Em tới đây em đi chơi anh ơi. Đi chơi không anh?
Lẹ khi bơi. Ấy con một trắng này, con một trắng nó cách tôi con khúc rồi, chạy đi Khiêm, chạy đi Khiêm. Lưu chạy đi Lưu. Đâu đang dụ nó đi nè. Nó phát xe tăng ra tôi bắn Lưu bây giờ. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Xe tăng đi sửa nó rồi, bữa hôm qua xe tăng bắn bắn nhu xe tăng đi sửa. Ê, có thằng đang núp đây luôn kìa. Sao không đi ra? Nay mình chạy ngang vụ cái thằng mà chỗ đứng cái con xe ủa. Bị lát. Nay mình chạy ra chỗ cái thằng mà đứng ngay con xe vụ đi chỗ khác đi. Hay để em bắn cục nó luôn chưa? Ừ, cũng được, bắn luôn đi, múc luôn đi. Ông điên quá không? Ông chơi tối nhậu bắn ra được tôi bắn nó cho. Thì ba thằng lượn ba thằng. Ông đi bắn mà đi kia bây giờ. Lẽ anh em mình bây giờ nè tập trung ở ngoài chỗ cái xe màu trắng dụ nó ra chỗ khác rồi tôi vô tôi lấy con xe cái được không? Rồi mình tính gì tính tiếp. Chết tôi rồi cha ơi. Sao nó bắn dữ vậy? Mà nó lóc luôn rồi. Nó lóc cửa rồi. Ừ kệ nó nhưng mà ý là bây giờ cho anh lên con xe màu trắng luôn cái rồi mình tính tiếp được không? Mình phóng họ mình phóng ra. Ừ, yên tâm đi, mình ra được mà. Bây giờ anh em mình bắn xe cái thứ đi. Bây giờ thấy bắn. Ủa, con xe màu trắng mà đứng mà bắn luôn không vậy? Dụ nó đi, dụ nó đi. Cứ mà dụ nó đi. Bắn kiểu như cho nó thấy mình bắn nó dí mình. Ừ, cho nó dí vậy đã. Hiểu không? Chị ơi, cứu. Ở đây còn con màu trắng vẫn còn thằng đứng. Hết chỗ rồi. Chặn cửa luôn rồi. Để lại giúp em cũng được. Lẹ quy, các đồng chí ơi. Tôi đợi hơi lâu rồi đó. Chạy 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 để cho nó dí theo như mình nãy chạy cho nó dí theo chạy cho nó dí theo sao vậy anh em ơi vụ gì rồi tôi thấy ở đây nãy nó vẫn còn bắn đùng 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 nó vẫn còn bắn đùng đùng mì xèo luôn á trời đây nó lấy nguyên con một thép nó dí em mà rồi bây giờ nó lấy con đó là nó dí gì nó dí em ai vậy. Thôi, đang đi lên cống cống. Ê, trống. Lấy xe lẹ nuôi. Đang thấy quá. Lẹ đi, từ. Hú ba. Rồi, anh em mình, anh ok. Ê. Lên xe rồi. Đâu rồi, có thằng bên kia nó đứng nó me sẵn luôn kìa trời. Để tôi đi coi. Đi. Ok. Được anh em. Xe nó bung hết trơn rồi. Hello. Ê. Tôi đi xuống xe cái con xe nó bị nha. Rồi. Ôi. Giờ sao ra nếp. Con xe này nó hơi gọi là cái này là do lỗi mod các bạn thấy. Cái xe nó sẽ bị do hai cái cánh gió của nó quay cái xe nó bị nhổm. Cho nên mà xe này nó có chức năng auto nhúng giống như là trên con con mạc vậy đó. Không coi. Mạc ở nó tự nhúng luôn nè bạn, nhúng lên nhúng xuống nhúng lên nhúng không bật hai giá nữa chứ. Ờ để anh trốn đi xuống xe cái đã. Thôi xong. Thôi. Ủa anh em mình đâu rồi? Trời má ơi con xe nó bự mà nó cán ơi rồi. Cái cản nằm bên cái cửa nằm chỗ. Ê mọi người vậy. Em bắt cục rồi. Cứu anh em mình còn sống không vậy? Còn không. Giờ anh em mình đang đâu vậy? Đang đi núp rồi ông công. Thằng đó là núp đó. Sao nghe tội nghiệp vậy? Ai da. Nghe tội nghiệp vậy. Ai da trộn xe cái nó đè đầu nó cưỡi cổ tôi kìa. Tội nghiệp chứ bạn. Xe nó bụi chán lên đầu nó cửa cổ tôi kìa. Bạn sao rồi bạn? Đang bị nó dí bạn. Xe này đèn neon nó bị xanh nó nổi quá đi đâu bị người ta bắt hết trơn mình á. Nó chưa có gọi là nó chưa có ổn định nó đang bị rớt cửa đó. Lúc trời ơi. Sao vậy? Ê ví dụ gì tôi bay ở ngoài luôn thì được không ta? Chắc được á hả? Ủa. Bay cái kiểu hôm qua mình bay đi. Để em tự bớt nha. Ôi. Bá anh em là tôi đã bay ra ngoài rồi. Ôi bay bạn đi, bạn cứu anh em bạn. Ây da. Thì tôi đang bị dí cho nên tôi phải bay ra luôn chứ. Anh em mình ra đi anh em. Chứ đội dí căng quá à. Anh em mình không giỡn được, mình trộm xe mình đi rồi. Cái cửa nó đeo lắm hết trơn rồi. Anh em mình em đi bốn rồi anh ơi. Gì ghê vậy? Thôi bây giờ lẹ đi quân đội đi. Sách quân ra bây giờ, trong đó nhiều lắm. Đi trốn. Anh em mình đi. Dạ dí sao? Trời ơi à, để coi mình hẹn anh em mình ở
The Other Side. The Other Side ở đâu? The Other Side. Ở bên kia biên giới các bạn. Trời ơi, 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 ơi. Thấy mũi chăng? Thấy. Ủa quỷ nào đây? Ủa hello mấy bạn. Ra lẹ vậy. Để xíu em chạy về cái đã. Trời ơi, thấy được cái tay chữ A nó luôn kìa. Nơi cho xem nhúng dưới anh. Phục phía cái thứ thấy luôn kìa, nó nhúng bên trong luôn kìa, đỉnh nha. Xe chi có một người hả? À. Bởi vì tôi mới nói là nó đỉnh hơn mẹt đó bạn. Dán dán qua bển mà hai thằng nhúng nó xuống. Ơi, xe tao nó yếu một chút tôi nó quỷ. Xe này còn sâu. Ủa cái đường nó lâu ra hả? Quy nope. Dữ thôi chúng dữ ha. Xe nó từng 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 bị tụi nó con này ngon hơn mẹt mà. Có tiền mua mẹt chưa chắc gì có tiền. Ai da. Trời. Xe hư thắt rồi, banh chành rồi đem đi về sửa cái đã. Ok các bạn coi như bây giờ chọn được thành công rồi, nãy nó hơi sợ. Nói chung là đây là một con xe khá là đẹp và độc trong thành phố à, con này mình chưa thấy bao giờ luôn. Mà nó bị gọi là có vấn đề về viết các thứ rồi nó có cái nhúng nhúng. Nếu mình chạy về nhà mình sửa xe cho các bạn xem tiếp nha. Vậy mình chạy về cái đấy nhúng nhúng mệt quá đây mệt. Ôi, để vậy nó còn có thắt cái chút. Nhìn cái phần bụng nó nhúng rồi đó. Thấy rõ luôn. Ai bây giờ đi về cái đã. Ok đua về nè, ai về bét người đó thắng. Lẹ lắm anh Quý, lẹ lắm nghe cái thắng liền luôn rồi bởi vậy lẹ lắm. Rồi và mất bao lâu thời gian sửa sang là em nó đặt đồ các thứ về sửa là hết lắp ráp là hết. Thì đây trước mặt các bạn đây là con Pagani Huayra nha các bạn à, một con xe sơn màu trắng không có biển số à, Huayra phiên bản Roadster nha à, không có phải là Huayra thường. Và cái mâm này theo như mình thấy là nó hơi hơi nhỏ và hơi xấu một xíu. Cái con kiểu cái mâm mà như mấy con siêu xe hiệu năng cao nó sẽ hay hơn. Con này nhìn nó hơi kỳ kỳ vậy các bạn à, nhưng mà cũng rất là đẹp. Ok bây giờ mình sẽ chạy qua test cùng với team của mình nữa. Con này là full trắng đen gì rất là đẹp rồi, cho nên mình cũng không cần độ màu thêm. Và các bạn để ý nghe cái tiếng máy nè, nó có nghe cái tiếng turbo của nó đã. Hello, mình ra mình làm dán nhẹ với con Pagani chứ nhà. Khò. Đi. Nhưng mà bạn muốn rủ tôi đua tốt nhất là chiếc xe bạn đừng có nhúng nha. Không nhúng bạn ơi, hết nhúng rồi bạn ơi. Xe này làm gì nhúng đó bạn. Thì con này nó sẽ có hai cánh gió tự động nha các bạn. Phía sau các bạn nhìn nè, khi mình quẹo bên nào nó sẽ mở ra bên đó để nó ép gió xuống đó các bạn. Nhưng mà do là mod vào game nó bị lỗi hơi giống với con Reverton lúc trước. Nó cũng có hai hông gió tự động mà khi các bạn bị tông nó sẽ bị cái xe nó sẽ bị tưng lên. Trời ơi quả nó chạy kiểu hay quả vậy. Ôi quả ơi. Thằng quả với xe hàng nào cũng như nhau á. Ừ hay này thì bây giờ nó ngồi chung xe là đúng rồi. Anh em xe tôi đâu còn nhúng nó đâu, xe xịn rồi. Tôi đụng cái là nhưng mà cái con này màu trắng nó lên đèn nhìn nó hơi chói. Cho nên bệnh viện để xe đông quá hay gì mà lúc nào nó cũng bị mất máu hết trơn. Ok ga nè, tiếng kia là tiếng cấp cứu hay là tiếng của tiếng công an á. Hồi ý là ông đua dữ quá, hồi chở ông về luôn á. Láo rồi. Từ rồi khi em chui vô đi. Này nó chen nó khoái chen lắm. Khoái chen cũng đẹp giờ. Hơi của gì á. Thôi vậy nó thèm hơi bà, hai con giống nhau rồi. Rồi vô con Bully đen. Còn con Huracan. Ủa sao nàng quả đi xe màu trắng. Trời cái bỏ kìa. Ủa sao quả đi xe màu trắng. Xe của Khang anh. À hai này đậu ghê thiệt chứ. Ok chưa, bây giờ đèn xanh chạy nha. Đèn xanh chạy. Trắng đỏ hay được. Hai con. Sao con này lại ba chậm vậy? Cái tiếng lên số và là cái tiếng turbo nó nghe đã thiệt. Mấy cậu ơi, đợi mình với mấy cậu ơi. Đang đợi cậu nè cậu ơi. Em chạy chậm lắm anh, em chạy có 303 à. Báo thiệt chứ. Nè vượt qua nè. Ý. Wow. Anh biết rồi, anh xúc em rồi. Có 307 à, 308 à, xe hơi yếu. Như xe đâm chọt rồi sao á, độ cái thứ độ đẻo thứ rồi nè. 317, 316, 315. Mất lái. Rồi sao không chết rồi chua. Một người lại.
Bye bye. Mình ra đi rồi, dạ. À, mình tới biên giới mình dừng lại mình đua cái nữa nè, chứ tôi thấy hơi chậm á. Con này hơi chậm. Đi mẹ thấy giống giống dữ lắm mà. Đâu 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 đâu. Ủa đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Ê, mình gà đuôi dưới coi. Ủa đâu rồi? Có chạy về các bạn ấy hả? Thôi kệ nó đi. Có mấy thằng làm hết thù. Thằng này nữa. Đi đi qua đây đi qua. Cái được. Bằng mình á. Cái gì? Nó cũng nhiều bằng mình luôn á. Tôi không thấy kịp luôn ta, đi qua đây đi qua đây đi qua đây. Con này tôi chưa có biết được nội công, tôi chưa biết được sức mạnh, chưa dám gà đuôi. Hơi hiền xíu. Lên đây anh em ơi, lẹ anh em ơi. Thiệt quỷ đi lùi hay ngứa mắt hả chứ. Ngựa thiệt chứ. Ngựa thì nó ngựa thôi luôn á. Con xe này có một cái tấm kính ở phía trên, nhưng mà do là cái thằng phía trước nó độ màu đen các bạn. Còn bên trong này nó hơi chói một xíu ha. Chổng luôn đi. Một bên là đồng hồ tua máy, một bên đồng hồ tốc độ. Cái truyền thống của Pagani đó giờ là hai kim nó nằm ở dưới cùng, xong rồi nó sẽ quay lên vào giữa với nhau rất là đẹp mắt. Vô vị trí nè. Vì sao màu trắng không vậy? Trắng hàng đỏ ngoài luôn đi, hai hàng đỏ bên ngoài luôn, hàng đỏ kẹp bên ngoài luôn đi. Thằng đỏ cái nó có đỏ ngôn ngữ. Đỏ này, đỏ này nó không hiểu ngôn ngữ, tôi nói nó cái gì nó còn chát chui vô. Thằng kia okay. Nó ghét chui vô. Thiệt luôn á, đợi đợi chuẩn bị nè, 1 2 3. Con này cậu sao? Đua hơi thật với anh chị em nó một xíu nhưng mà ủa, tôi quen biết chị bạn anh chị em hết là chạy nhanh kia anh chị em. Láo, ừ, được lắm. Để tôi lấy con kia ra, đừng có bắt vào họ nha. Cô le làm sao không? Tụn ngu quá mày. Ngu, này, đằng sau đúng không? Tụn. À, để coi, đó. Để coi, dưới kịp con Huracan nhưng mà phải bắt chớn hơi lâu. Con Huracan nó giục đi. Nó đâu, con Huracan chạy cũng nhanh mà. Ê, chứ có tóc nó có dụng gì kìa anh em. Nè, tôi dí kịp nè. À, Huracan đó mày. Huyoko nó mồi. Ê, phút này, nguy hiểm. Rồi. Cái thằng nó kêu nguy hiểm mà biết nó làm gì không kêu luôn. Lên là hả? Nó lọc xuống dưới cái hố. Nó kêu phút này nguy hiểm, nó thắng lại cái lọc cái hố luôn. Còn đằng quà, nó thắng lại lửa vô cái tường. Tôi mất cười, cái này quá rồi. Chắc là đẹp luôn. Rồi, ok. Ôi, tuổi tới rồi bạn ơi. Tới rồi, tới cái răng rồi bạn ơi. Chạy xa lắm bạn, mình quay đầu là bên kia có biến kìa, bên kia có biến rồi. Tưởng là bay vô công trường luôn chứ. Cái này bay ghê quá. Đi đi bên kia có biến, này tôi thấy có xe cấp cứu rồi, này kia tùm lum vô. Có cấp cứu hả? Có cấp cứu nữa, rồi có xe xe gì á. Thấy dừng lại bên ven đường á. Ủa, quỷ xe đỏ này nó muốn giết tôi hay gì ta? Mày hả mày, khúc này nguy hiểm á mày, nhanh tốc độ á mày, cho mày lọt xuống dưới cái hố luôn cho mày. Quả nó giảm tốc độ mà nó dừng lại luôn. Quả phải ăn xíu. Thắng xe quả ăn quá mà. Rồi, kết cục 5 mét rồi. Rồi, thêm thằng lọt xuống nó là nó lọt nữa. Thằng này nó khoái, chỗ đó nó phải gì á. Ồ, đèn xi nhan cũng đẹp á các bạn. Nè, xi nhan trước nè. Đèn phía dưới là đèn đề mi, phía trên là đèn cót, đèn pha. Minivan sợ kìa. Minivan. Từ đâu? Bí đâu? Ở trong hầm. Ủa, nè nãy có vụ này hả? À, như nó chạy nó tông vô này nhưng mà nó chết tại chỗ gì á, tại thấy con cấp cứu nó dừng ở đó. Đúng rồi. Trời ơi, giờ vậy là thuyết âm mưu là thằng này chạy con một nó tông vô cái biển báo buồn ngủ, xong rồi nó bị thương rồi cấp cứu lên. Rồi sao cấp cứu biết cấp cứu lên ta? Đợi. Nó bị thương mà sao nó gọi được? Nó bị thương thôi chứ nó có đâu có bị chấn thương cho khỉ đâu. Rồi đây coi nó mất tiêu rồi. Nó bị để coi bị sao? Mình chắc nó cấp cứu chạy trước luôn, bây giờ mình sẽ quay về mình dí nó. Các bạn xem con xe này chạy nhanh lắm, nhanh cực kỳ so với xe cấp cứu. Còn lại thì hơi chậm so với mấy thằng biết kia. Chị chậm qua bên dưới. Đây, vậy là anh không biết rồi, con cấp cứu về đi. Mày đừng có mơ. Mày đừng có mơ. Gì kêu, cái gì kêu? Con cấp cứu về đi 250 lần. Gì ghê vậy? Ngu quá mày. Đi được cái tóc của mày tao dưới đây nè. Ê, nó ác rồi. Chạy mất tiêu rồi. Chặn lại. Không mưa đi, đèn đêm nó đẹp quá ha. Nhờ mưa đê gì cũng phải thôi thôi. Sao mà lại Bacani quay ra phiên bản Roster. Trời ơi. Nhất ông liền.
thủ giết luôn, giết hộ, giết giùm cái luôn nè, giết giùm luôn. Hôm qua nó chạy con xe màu vàng vàng của nó quen rồi, nó chạy qua con trắng trắng nhìn nó là lạ quá. Không biết nó thằng nào không? Đúng rồi. Bà chị đâu rồi, tôi lên đây rồi chị đâu? Giờ bây giờ bà tắt máy xe cái mà mở lại tôi lên liền luôn mày. Ê thằng đếp nó chơi ăn gian, xe nó đã đâm hậu nhanh, nó còn trên núp gió tôi nó cứ láo đi. Ê thằng nào bắn xe thằng đếp vậy? Ờ bác sĩ nó về mất tiêu luôn rồi. Ê, thằng Kim thằng sao thằng nãy nó cứ me me lên cái nó quẹo quá ha. Chết là gì á? Kệ xe bác sĩ kìa, trời nó về tới đây thiệt luôn nè, chiếc nãy nó thấy nè. Thôi thôi ok vậy thì bây giờ. Ủa ê, đi đóng phim hành động được nha. Cái pha nãy đóng phim hành động được. Santo với thằng Kim nó lộn vòng xong quay lại luôn. Rồi thôi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hôm nay của tờ game GTA Online. Hẹn tập sau, mình sẽ thử lấy con này đi chào cảnh sát, hoặc là mình sẽ thử lấy con này đi leo núi thử chẳng hạn xem như thế nào ha. Rồi ok, chào các bạn. Bye bye.